Mặc dù khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi đủ số dự án để lấp đầy diện tích khu hiện hữu, nhưng tiến độ triển khai của các dự án hiện nay trong khu còn rất chậm, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hạ tầng chung của khu. Đây là thông tin được Ban Quản lý khu cho biết tại hội nghị xúc tiến đầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao mở rộng năm 2016 diễn ra mới đây. Theo ông Đinh Minh Hiệp, trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, hiện khu nông nghiệp công nghệ cao hiện hữu tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi đã thu hút được 14 doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 5 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, 9 doanh nghiệp triển khai dự án chậm so với thời gian quy định trong giấy chứng nhận đầu tư. Đối với 9 doanh nghiệp này, có 6 doanh nghiệp ban đề nghị được giãn tiến độ thực hiện dự án, 2 doanh nghiệp bị thu hồi một phần diện tích đất và 1 doanh nghiệp phải thanh lý dự án. Ông Hiệp cho biết nguyên nhân các dự án chậm triển khai có phần do doanh nghiệp không thu xếp được khả năng tài chính để thực hiện dự án. Khi các nhà đầu tư họ đăng ký vào mình thì lúc ban đầu khi xây dựng dự án thì điều kiện rất là tốt. Tuy nhiên là lúc mà bắt đầu là khởi động thực hiện dự án và cũng như là triển khai đầu tư cho dự án thì họ đều gặp rất là những vướng mắc, chẳng hạn liên quan đến nguồn vốn đầu tư, chẳng hạn như là liên quan đến thị trường của sản phẩm đầu ra của họ. Thì chính vì vậy đó là những cái yếu tố dẫn tới cái việc là trong cái quá trình đầu tư họ sẽ gặp phải những cái quá trình mà họ trục trặc trong cái việc mà họ triển khai ngay toàn diện tất cả các dự án của họ. Và cũng có doanh nghiệp thì coi như là đề nghị rút, không thực hiện dự án vì lý do là họ không có nguồn vốn đầu tư theo cái mà họ đã có sự cam kết ngay từ đầu. Tuy nhiên, theo đại diện Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao, các thủ tục đầu tư kéo dài, công tác thẩm định dự án để cấp giấy chứng nhận đầu tư chậm cũng là một trong những nguyên nhân khiến các dự án chậm triển khai. Hiện nay thì theo quy định chung, thì Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao chúng tôi thì cũng chỉ thực hiện cái chức năng là thẩm định công nghệ các dự án đầu tư. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đang trình cho Ủy ban nhân dân thành phố một cái hướng là thứ nhất là có thể ủy quyền phân cấp hoặc là cũng có thể giao nhiệm vụ do chúng tôi để chúng tôi có thể cấp phép đầu tư và cũng như là phối hợp với các sở ban ngành theo hướng một cửa để làm sao hỗ trợ cho các doanh nghiệp rút nhanh hơn các bước trong cái quá trình đầu tư và cũng như là thời gian để cho các nhà đầu tư xúc tiến các dự án của mình. Hiện khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao mở rộng tại huyện Củ Chi, khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại huyện Cần Giờ và khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Bình Chánh.